Thưa quý vị, khoảng 10 giờ, cây cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C bị sập, trôi toàn bộ hai nhịp thép. Cầu Phong Châu nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, cây cầu Phong Châu sập trong điều kiện thời tiết phức tạp, nước sông dâng cao, phạm vi sập là 1,2 cầu phía bên kia huyện Tam Nông. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong thời gian sắp tới, không loại trừ khả năng bão, chồng bão. Cụ thể, hoàn lưu sau bão số 3 có thể gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc, với các lượng mưa trung bình trong 24 giờ có thể lên tới 100-150mm, có nơi có thể lên đến 200mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt lưu ý nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương. Cụ thể, các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Lũ trên sông các sông Ngòi Thia, Yên Bái, sông Bôi, Hòa Bình, Hoàng Long, Ninh Bình lên trên mức báo động 3, hạ lưu sông Lục Nam lên mức báo động 2. Sáng nay ngày 8 tháng 9, ngay sau khi bão số 3 vừa đi qua thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã điều động gần 70 cán bộ chiến sĩ ra giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão tại phường Đông Hải 2, quận Hải An. Thưa quý vị, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông. Một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất về cả người và tài sản đó là tỉnh Quảng Ninh. Hiện người dân tại nhiều khu vực vẫn đang sống trong cảnh không điện, không sóng điện thoại, không nước sinh hoạt. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thống kê, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua và phải mất 10 năm tỉnh mới có thể phục hồi kinh tế trở lại. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Thời sự. Ngay trong ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ, 50 ô tô vận tải các loại, 32 xe chữa cháy, 10 xe cứu hộ, 10 xe thang và một số dụng cụ khác để triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn, khắc phục kịp thời trên 200 sự cố giao thông do cây xanh, cột điện, biển báo giao thông gãy đổ trên các tuyến đường trọng yếu. Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, mưa to liên tục trên diện rộng hai ngày vừa qua đã làm sạt lở đất đá, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Thống kê đến 9 giờ 30 sáng nay, ngày 9 tháng 9, có 8 người mất tích do đất đá vùi lấp. Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 4 giờ sáng nay ngày 9 tháng 9 tại thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát khiến 4 hộ gia đình bị vùi lấp. Theo thông tin ban đầu có 7 người mất tích. Tại xã Trung Lèng Hồ, một người bị đất đá vùi lấp khi đang đi hỗ trợ nhân dân di chuyển và một người khác bị thương nặng khi lội qua suối. Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập 66 ngôi nhà của người dân và thiệt hại hơn 70 hecta lúa ngô. Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn bởi tất cả các tuyến đường vào khu vực đều bị sạt lở gây chia cắt. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa bão đã làm 6 người chết, 10 người mất tích và 11 người bị thương. Thưa quý vị, trước tình hình thiên tai nghiêm trọng sáng nay ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn. Hiện tại, Lào Cai đang có rất nhiều nơi bị chia cắt do ngập nước, sạt lở.